Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình thời sự trưa nay ngày 21 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau. Thời điểm này, cả địa phương đơn vị đang soát xét lại những phần việc cuối cùng với mục tiêu vừa đảm bảo thành công cuộc bầu cử diễn ra trong ngày 23 tháng 5 tới, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tiểu đoàn huấn luyện cơ động, nơi có rất nhiều chiến sĩ lần đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình, cũng đang hết sức rộn ràng, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử. Những kết quả mang lại trong công tác điều tra giám sát đa dạng sinh học bằng kỹ thuật đặt bẫy ảnh tự động, giúp khu bảo tồn Sao La Thừa Thiên Huế bảo vệ quần thể các loài động vật quý hiếm có nguy cơ bị đe dọa. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua, Ủy ban Bầu cử huyện Phú Vang tổ chức hội nghị trực tuyến soát xét lần cuối công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Bên cạnh đảm bảo công tác phòng dịch chung tại các điểm bầu cử, địa phương cũng đã chủ trọng các điều kiện cần thiết tại hai khu cách ly tập trung là T3 và T4. Đến ngày 20 tháng 5, trên địa bàn huyện Phú Vang, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử theo kế hoạch đề ra đã được các đơn vị thực hiện hoàn thành. Tại 136 khu vực bỏ phiếu trên toàn huyện đã được trang hoàng và chuẩn bị chú đáo. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng đã đạt ở mức cao. Về công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Bầu cử huyện đã chỉ đạo các đơn vị và các tổ bầu cử trên địa bàn chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng từ khâu sắp xếp, tiếp đón cử tri, khâu test nhanh để sàng lọc đến khu vực cách ly tạm thời tại các điểm bỏ phiếu. Đặc biệt tại các khu cách ly tập trung ở T3, T4 đóng tại xã Phú Thượng, Ủy ban Bầu cử huyện cũng đã chỉ đạo các tổ bầu cử ở khu vực này chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, đảm bảo cho 100% các cử tri đang cách ly ở đây đều được tham gia bầu cử. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí La Phúc Thành, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện, đánh giá cao công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại các địa phương trên địa bàn huyện. Để đảm bảo an toàn cho cử tri khi tham gia đi bỏ phiếu, đồng chí La Phúc Thành lưu ý, trong trường hợp phát hiện cử tri có thân nhiệt cao, ho, sốt, thì cần hướng dẫn cử tri thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của ngành y tế, nhưng phải đảm bảo quyền bầu cử của cử tri theo quy định. Phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho lực lượng làm nhiệm vụ, những người tham gia phục vụ công tác bầu cử, cũng như đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra một cách thuận lợi, an toàn. Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại các cơ quan đơn vị. Theo báo cáo của chỉ huy các đơn vị, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử và phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn trong quá trình diễn ra bầu cử đã được triển khai một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Các cơ quan đơn vị đã cử cán bộ chiến sĩ cùng với dân quân tự vệ cả địa phương phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tổ chức tổ công tác tuyên truyền. Đối với công tác bảo vệ an toàn trước, trong và sau khi diễn ra bầu cử, các đơn vị đã triển khai một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Đặc biệt là sẵn sàng xây dựng các phương án để vừa bảo vệ an toàn trong quá trình bầu cử, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương và đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong thực hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử và xây dựng các phương án sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, khẩn trương rà soát lại tất cả các phương án, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền nhắc nhở các cử tri chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch trong quá trình bầu cử để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc vừa tổ chức diễn tập bầu cử tại tổ dân phố 6, nơi có cụm dân cư đang cách ly để phòng chống dịch. Tổ dân phố 6 có 900 cử tri, trong đó số lượng cử tri trong khu vực phong tỏa là 319 cử tri. Có 2 hộ thuộc diện F2 với 12 cử tri đang cách ly tại nhà. Có 11 cử tri là người già yếu, bệnh tật, không đi lại được, nằm ngoài vùng phong tỏa. Với tình hình thực tiễn nói trên, tổ bầu cử xây dựng phương án bầu cử gồm 1 điểm bỏ phiếu chính và 2 điểm bỏ phiếu phụ. Tại điểm bầu cử chính là điểm bầu cử của cử tri nằm ngoài khu vực phong tỏa, thống nhất thông báo từng cụm dân cư đến bỏ phiếu theo thời gian đã được phân bố. Tại đây, bố trí thường xuyên 5 cán bộ y tế trực tại cổng để đo thân nhiệt và hướng dẫn cử tri khử khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét giữa người với người trong quá trình bỏ phiếu. Sau khi cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu sẽ được thành viên tổ bầu cử hướng dẫn lối ra đã quy định. Dự kiến đến 10 giờ 30 phút, sau khi số cử tri đi bỏ phiếu giảm dần, tổ bầu cử sẽ lần lượt kích hoạt điểm bỏ phiếu phụ thứ nhất tại chốt mở số 5 và chốt mở số 3 của khu phong tỏa. Tại đây, công tác khử khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch được tiến hành chặt chẽ, triệt để.
bảng niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên, bàn gạch phiếu được đặt sát biên ngoài hàng rào phong tỏa. Cách thông phiếu 3 mét vào phía bên trong khu vực cách ly có bố trí hàng rào mềm để phân luồng, giãn cách cử tri đến bỏ phiếu theo quy định. Các bàn chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét. Sau khi kết thúc bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu phụ thứ nhất và thứ hai, thành viên tổ bầu cử và nhân viên y tế sẽ cơ động đến hai hộ gia đình có người thuộc diện F2 cách ly tại nhà để cử tri hai hộ đó bỏ phiếu. Trước và sau khi bỏ phiếu tại hai hộ này, nhân viên y tế và thành viên tổ bầu cử sẽ tiến hành các biện pháp phòng dịch theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua mặc dù trong tình trạng phải cách ly phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19, nhưng các hoạt động tuyên truyền vận động bầu cử vẫn được xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, Linh Đồng tổ chức với các cách thức phù hợp. Ngay sau khi được dỡ bỏ cách ly, địa phương khẩn trương triển khai những công việc còn lại, thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân. Chương trình hành động của các ứng cử viên, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, đơn vị bầu cử số 1, họ và tên của Thị Hiền, sinh ngày 19 tháng 11 năm 1968. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, trong 10 ngày thực hiện phong tỏa cách ly, những hoạt động đông người tại địa phương tạm gác lại, kể cả các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy, toàn bộ tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên được phát trên loa truyền thanh của xã Phong Hiền và tới tận các thôn xóm trên địa bàn. Ban bầu cử xã cũng đã in tiểu sử tóm tắt chương trình hành động của các ứng cử viên chuyển xuống 6 khu vực bỏ phiếu của xã để nhân dân nắm được và thực hiện quyền bầu cử của mình. Chuẩn bị ngày bầu cử 23 tháng 5, thì những khu vực bỏ phiếu thứ 3 của thôn Hân Tùng cũng đã chuẩn bị là đầy đủ. Và đầy đủ cho người dân cũng là đặt là nhận được thông tin của là trên truyền thanh của hợp tác xã nói về các cái hành động của là các ứng cử viên ở tại khu vực số 3 của Sơn Thông. Trong giai đoạn này là thực hiện cái việc là cao điểm về phòng chống dịch, thì chúng tôi không có điều kiện để tổ chức cái hội nghị tiếp xúc cử tri rồi trình bày cái chương trình hành động của các ứng cử viên. Tuy nhiên để bà con nhân dân nắm rõ cái thông tin đó, thì chúng tôi tập trung tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh đã thu và cho phát là định kỳ cái chương trình hành động của các ứng cử viên cho bà con nhân dân cử tri trên địa bàn của xã nắm rõ được cái tiểu sử của từng ứng cử viên để họ sản xuất lựa chọn những người mà xứng đáng nhất. Các tổ bầu cử đều đã lên kế hoạch bầu cử của từng thôn, chuẩn bị phương án phân luồng, bố trí lối vào, lối ra riêng biệt cho cử tri và chuẩn bị khẩu trang, thực hiện giãn cách để vừa đảm bảo bầu cử, vừa phòng chống dịch. Theo kế hoạch, toàn xã Phong Hiền có gần 8.000 cử tri sẽ thực hiện quyền bầu cử tại 6 điểm bỏ phiếu vào ngày 23 tháng 5 tới. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới được gỡ bỏ phong tỏa sau thời gian 10 ngày cách ly, tuy nhiên tại các điểm bỏ phiếu của xã Phong Hiền, huyện Phong Điền thì đã được trang trí cờ hoa và hoàn tất những công đoạn cuối cùng cho ngày bầu cử toàn dân 23 tháng 5. Và hiện tại, chính quyền địa phương nơi đây, bên cạnh việc đảm bảo công tác phòng chống dịch, giãn cách xã hội, thì cũng đã chuẩn bị hoàn tất cả phương án cuối cùng để ngày hội 23 tháng 5 thực sự là ngày hội của toàn dân. Cùng với việc tập trung công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đúng thời gian tiến độ, công tác phòng chống dịch bệnh, xã triển khai bằng nhiều giải pháp. Nhận thấy khu vực chợ An Lộ là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, chính quyền xã đã tổ chức in phiếu đi chợ cho bà con nhân dân trong xã nhằm hạn chế số người ra vào chợ. Lực lượng chức năng cũng tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền cho các tiểu thương về việc kinh doanh buôn bán. Chỉ những mặt hàng thiết yếu mới được bày bán để phục vụ người dân, còn lại vẫn thực hiện giãn cách xã hội. Người dân cũng có đi chờ cũng được, nhưng mà số lượng đi là cũng có hạn chế nhiều. Còn người bán thì cũng có một đôi người, nhưng mà có cái lượng bán mua thì thua nhiều, vì là họ để họ bảo vệ là quá như chống dịch, họ ở nhà họ đi ít thôi. Thì gì cũng chấp hành, cũng khẩu trang nghiêm chỉnh, vì là tránh xa, là cũng mua bán cũng tránh xa, tiếp xúc ít nói ít thôi chứ. Gì cũng chấp hành để cho kỳ nạn dịch thằng bớt đi, cho Thừa Thiên Huế mình đỡ đi chứ. Người dân rất vui mừng và sung sướng, nhất là các công nhân đã trở lại là làm các nhà máy, xí nghiệp bình thường. Thứ hai là cái hàng hóa nông sản thu nhập của người dân tồn đọng trong 10 ngày dịch qua nay cũng được là lưu thông là trở lại. Thứ ba thì người dân rất mừng, hào hức cho đến ngày là bầu cử 23 tháng 5 sắp tới. Như vậy sau 10 ngày bị phong tỏa cách ly
Thì đến nay là xã Phong Hiền được gỡ bỏ lệnh phong tỏa thì bà con rất là phấn khởi. Bà con bắt đầu là ổn định nhân dân lại cuộc sống. Đặc biệt là cái vấn đề liên quan đến sản xuất mùa vụ này, rồi vấn đề tiêu thụ nông sản này, rồi các cái công nhân ở các nhà máy có cái điều kiện để đi làm lại trở lại bình thường. Tuy nhiên chúng tôi xác định là tuy hết thời gian phong tỏa nhưng mà vẫn đang trong thời gian cách ly giãn cách xã hội. Do vậy là vẫn đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch. Thì yêu cầu bà con là thực hiện đúng 5K. Rồi các cái hoạt động trên địa bàn của xã là chúng tôi đều có cái bám nắm để rồi là tuyên truyền cho bà con là thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch trong cái giai đoạn giãn cách xã hội. Hiện tại chính quyền và người dân Phong Hiền đang khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng của quá trình chuẩn bị cho công tác bầu cử, đồng thời làm tổ công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử. Những ngày này, tiểu đoàn huấn luyện cơ động đang rộn ràng không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử. Hiện công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử của tiểu đoàn đã hoàn tất, danh sách cử tri ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được niêm yết đầy đủ. Cán bộ chiến sĩ nơi đây cũng rất háo hức và mong chờ đến ngày bầu cử, bởi đây là lần đầu tiên những tân binh trở thành cử tri, được tự tay đi bỏ phiếu bầu chọn những đại biểu xứng đáng. Đây sẽ là một sự kiện đánh dấu sự trưởng thành của những tân binh được tham gia bầu cử trong môi trường quân đội. Với tân binh Phan Đăng Duy, khi được cầm lá phiếu bầu cử trên tay, nghĩa là mình phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Vì vậy, anh tìm hiểu kỹ danh sách lý lịch ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được dán ở bảng tin của đơn vị. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia đi bầu cử, thì tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Lại càng đặc biệt hơn là tôi được tham gia đi bầu cử ở trong môi trường quân đội. Thì chắc chắn là lần này sẽ là một lần kỷ niệm rất là khó quên. Tuy là có một chút hồi hộp nhưng cũng tôi cũng rất là tự tin, vì trong suốt thời gian qua thì các cấp chỉ huy đã tạo mọi điều kiện cho chiến sĩ mới như chúng tôi được tìm hiểu về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Để cử tri trẻ lần đầu tiên đi bỏ phiếu hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, nhiều hoạt động tìm hiểu về những điểm mới của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân đã được tổ chức. Trong thời gian qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, quán triệt luật bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, đồng thời tổ chức tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ nắm được các nội dung thể thức bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch trong công tác bầu cử. Với niềm tự hào, kỳ vọng và trách nhiệm của cử tri lần đầu tiên đi bỏ phiếu, các cử tri trẻ cùng với cử tri cả nước sẽ bầu ra được những đại biểu thực sự xứng đáng, thực sự xuất sắc, đủ đức, đủ tài, ý thức được trọng trách và trách nhiệm lớn lao của mình trước nhân dân và đất nước. Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố 5 số điện thoại để tiếp nhận thông tin về bầu cử từ các địa phương trong nước. Theo đó, số điện thoại tiếp nhận thông tin bầu cử các tỉnh An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau là 080-41-808. Số điện thoại liên hệ đến các tỉnh Cần Thơ, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội là 080-41-995. Người dân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai có thể liên hệ đến số điện thoại 080-41-937. Để thông tin về hoạt động bầu cử, số điện thoại tiếp nhận thông tin bầu cử các tỉnh Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng là 080-41-453. Người dân các tỉnh Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái và Thành phố Hồ Chí Minh có thể liên hệ đến số điện thoại 080-41-837 để phản ánh về hoạt động bầu cử.
Để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản đề nghị các cơ sở hội tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ mặc áo dài truyền thống trực tiếp đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử, tổng vệ sinh môi trường, nghiệm thu các công trình phần việc thi đua phù hợp với điều kiện phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Thực hiện yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, tập đoàn VNPT đã cấp tốc triển khai đường dây nóng hỗ trợ khai báo y tế 1800-1119 nhằm tiếp nhận trợ giúp mọi yêu cầu của người dân về khai báo y tế một cách kịp thời, miễn phí, không để ách tắc. Khi gọi đến tổng đài hỗ trợ khai báo y tế 1800-1119, ngoài việc được miễn cước, người dân sẽ được các tổng đài viên là tình nguyện viên hướng dẫn lựa chọn hình thức khai báo y tế phù hợp và nội dung khai báo cho xác thực nhất. Làn sóng COVID-19 thứ tư bùng phát trên diện rộng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Vì vậy, Bộ Công Thương đang đề xuất giảm giá điện. Sau hai đợt giảm giá điện, tiền điện, Bộ Công Thương đang tiếp tục xem xét báo cáo Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện đợt 3 nhưng không được gây áp lực tăng giá năm sau. Theo đó, việc hỗ trợ giảm giá điện bao gồm các cơ sở lưu trú du lịch, miễn giảm tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly tập trung, khám bệnh tập trung cho bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã nhiễm COVID-19 theo danh sách được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Bằng sự hỗ trợ của Tổ chức Rồng Xanh thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trong hai ngày 19 và 20 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Vang tổ chức trao hỗ trợ sinh kế và kinh phí sửa chữa nhà ở cho hội viên phụ nữ khó khăn, các hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại huyện Phú Vang. Sau quá trình đi thực tế khảo sát ở các hộ dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tổ chức Rồng Xanh cùng chính quyền địa phương, hội phụ nữ cấp cơ sở đã chọn những gia đình hội viên phụ nữ và hộ dân tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng thiên tai, bão lụt và dịch COVID-19 để trao hỗ trợ sinh kế, tiền sửa chữa nhà ở cho bà con. Trong đợt này có 51 hộ gia đình tại 16 xã của huyện Phú Vang được hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở với tổng số tiền ứng trước 50% là 649.930.000 đồng. Đồng thời, hội cũng đã trao sinh kế cho 43 hộ gia đình tại 14 xã trên địa bàn huyện, gồm các loài con giống như gà, vịt, bò, lợn, thỏ cùng thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ kinh phí cho bà con mua cây giống, phân bón để tái sản xuất chăn nuôi cùng các đồ dùng gia đình khác. Bằng sự hỗ trợ thiết thực phù hợp với từng hoàn cảnh của mỗi gia đình sẽ góp phần giúp bà con phục hồi sản xuất, vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. Tuổi trẻ Blue Trắng, Trái Tim Hồng là phong trào hiến máu cứu chữa cho người bệnh đang được Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế phát động những ngày này nhằm bổ sung lượng máu thiếu hụt trong bối cảnh nhiều đơn vị phải hủy lịch hiến máu để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong sáng ngày 20 tháng 5 và rải đều cả ngày trong tuần, gần 200 đoàn viên Bệnh viện Trung ương Huế tham gia hiến máu góp thêm nguồn máu phục vụ người bệnh trong mùa dịch COVID-19. Trước đó, Trung tâm Huyết học Truyền máu đã tiếp nhận 3 đợt với 250 đơn vị máu tại Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế, phường An Hòa, thành phố Huế và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng việc hưởng ứng hiến máu trong giai đoạn dịch này, một số cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục đăng ký lịch hiến máu như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tổ chức ngày 21 tháng 5 với kế hoạch hiến 200 đơn vị máu. Thưa quý vị và các bạn, với những kết quả mang lại trong công tác điều tra giám sát đa dạng sinh học bằng kỹ thuật đặt bẫy ảnh tự động thời gian qua, Khu Bảo tồn Sao La Thừa Thiên Huế đang đề ra những giải pháp cấp bách để bảo vệ quần thể các loài động vật quý hiếm có nguy cơ đe dọa cao. Khu Bảo tồn Sao La là một trong những nơi có độ đa dạng sinh học bậc nhất trong khu vực, cùng với sở hữu nhiều diện tích rừng nguyên sinh tự nhiên của khu vực Trung Trường Sơn. Đây còn là ngôi nhà của các loài thú quý hiếm và đặc hữu như sao la, mang trường sơn, mang lớn, thỏ vằn và rất nhiều loài động thực vật bản địa khác. Bẫy ảnh được cài đặt vào một thân cây, cách mặt đất từ 20 đến 40cm. Với tính năng vượt trội, máy sẽ tự động chụp khi có động vật đi ngang. Bằng hệ thống cảm ứng động và cảm ứng nhiệt với tốc độ 12 ảnh trên 3 giây, kể cả đêm tối và địa hình phức tạp. Chúng tôi đặt bẫy ảnh thì dựa trên các cái điểm mà khu vực mà có đường mòn của cái con thú đi hoặc là các những cái dấu vết có dấu chân nhiều các cái con thú và các cái loài thức ăn mà con thú ăn, ví dụ như chúng tôi muốn đặt cái nhận được cái hình ảnh sao la thì chúng tôi sẽ tìm những cái địa điểm mà sao la mà mình muốn ăn những cái cây môn thục thì tìm những cái khu vực mà cây môn thục ăn nhiều và các cái dấu chân
là ghi nhận sâu la thì chúng tôi sẽ đặt máy ảnh để ghi nhận các cái loài thú ở trong khu bảo tồn sâu la. Từ năm 2012, khu bảo tồn sao la đã triển khai giám sát đa dạng sinh học và khảo sát thực trạng động vật hoang dã bằng phương pháp bẫy ảnh tự động tại hàng trăm vị trí rộng khắp các tiểu khu của khu bảo tồn. Việc đưa hệ thống bẫy ảnh vào giám sát liên tục tại khu bảo tồn có ý nghĩa xác định rõ hơn các chỉ số hoạt động đa dạng sinh học cụ thể, ghi nhận lại các vị trí, dấu vết, dấu hiệu của các loài động vật hoang dã nhằm quản lý bảo vệ có hiệu quả, điều tra hệ động vật, đặc biệt là các loài thú quý hiếm, xác định phân bổ các loài động vật quan trọng của hệ sinh thái và các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Trong thời gian qua, khu bảo tồn sâu la đã thực hiện rất nhiều hoạt động về liên quan đến điều tra và giám sát đa dạng sinh học, đặc biệt là đặc bẫy ảnh, hệ thống và đặc bẫy ảnh chủ đích. Thì phương pháp này là một trong những phương pháp rất hiện đại và nó ghi nhận rất nhiều cái hiện trạng đa dạng sinh học tại khu bảo tồn. Thì xem đây, với cái nhân lực hiện nay thì cái phương pháp này nó vừa đảm bảo công tác đó là giảm nhân lực trong cái công tác điều tra và giảm đa dạng sinh học, đồng thời nó ghi nhận thường xuyên liên tục cái giá trị đa dạng sinh học tại khu vực. Thông qua hệ thống bẫy ảnh, đến thời điểm này đã có hàng nghìn ảnh chụp tự động thu được. Kết quả bước đầu ghi nhận được các loài chim thú từ kích thước nhỏ như chuột núi, trĩ sao đến kích thước vừa và lớn như cây vằn, thỏ vằn, mang trường sơn, sơn dương, vân vân. Qua cả cuộc khảo sát điều tra và kết quả nghiên cứu đã ghi nhận 1.035 loài thực vật, 42 loài thú, trong đó có 23 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam, 18 loài nằm trong sách đỏ IUCN và 84 loài ếch nhái, bò sát, 284 loài bướm, 139 loài chim, vân vân. Khu bảo tồn sâu la mới được thành lập, tuy nhiên hệ thống cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thì cơ bản đã hoàn thiện với các loài chủ chốt, đặc biệt là những loài thú mộng quốc đã xây dựng được cái bản đồ chuyên đề về phân bổ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là những loài chỉ thị, những loài chủ chốt góp phần rất lớn trong cái công tác là điều tra giám sát đa dạng sinh học sau này. Ngoài ra cũng là một phần góp phần trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng những khu vực trọng điểm, những khu vực ưu tiên nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các hoạt động xâm hại đến tài nguyên rừng. Hoạt động này ngoài góp phần bổ sung phong phú vào danh mục động thực vật, đây còn là cơ sở để khu bảo tồn sao la Thừa Thiên Huế đưa ra giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn nạn săn bắn, bảo vệ các loài động vật hoang dã, xác định các nguy cơ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học nói chung và các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng nói riêng. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.